Cần Thơ thì có hai cái FB Spot rồi các bạn ha. Đây là cái cửa hàng thứ hai, thì nó ở 48A3 Trường Hoàng Na, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ. Còn cái thứ nhất là ở 38 Mậu Hưng, An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ. Đó cho nên là các bạn Long Thủ ở Cần Thơ thì có thể đến 26 Cần Thơ này ha, và sẽ phục vụ đầy đủ hết 26 cũng như nhau các bạn, đầy đủ tất cả các dòng vợt, giày và mọi thứ. Cấu trúc của cái shop này thì cũng giống như là các cái shop của hệ thống ha. Đó, các bạn thấy nè, bên trái là một quầy vợt dài như thế này. Thì ở đây là có đầy đủ luôn tất cả các sản phẩm từ dòng cao cấp tới cấp thấp ha. Đó, cho thoải mái các bạn lựa chọn. Ngoài ra thì ở giữa sẽ là có một cái quầy bao gồm phụ kiện, quần áo và ba lô đầy đủ các mã đó các bạn ha. Đó, và bên kia giày cũng đầy đủ đa dạng. Thì các bạn nào ở gần khu vực này thì có thể tới đây trải nghiệm ha. Và bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại, và cùng mình chờ đón cái XB Sport thứ 10 ha.